Nói về các tượng đài trinh thám cổ điển của Nhật Bản thì không thể nào không kể đến Akechi Kogoro, một trong những vị thám tử với độ nổi tiếng ngang hàng, thậm chí là có thể nhỉnh hơn một chút so với thám tử Kindaichi Kosuke tại Nhật. Là đứa con tinh thần của nhà văn được cho là cha đẻ của thể loại trinh thám tại Nhật Bản là Edogawa Ranpo, một trong những tác giả ảnh hưởng lớn đến ông là Edgar Allan Poe và Arthur Conan Doyle. Vì thế mà thám tử Akechi Kogoro cũng có phần nào đó mang dáng dấp của thể loại trinh thám phương Tây, tiêu biểu là vị thám tử đại tài của nước Anh là Sherlock Holmes, trái ngược với Kindaichi Kosuke. Khi các vụ án diễn ra phần nhiều ở vùng quê Nhật Bản, thì Akechi Kogoro lại hoạt động nhiều hơn ở thành phố. Còn cụ thể các vụ án và phong cách phá án của hai vị thám tử này khác nhau như thế nào, thì bạn hãy theo dõi các vụ án của thám tử Akechi Kogoro nha. Không để các bạn chờ lâu nữa, đây là thám tử Akechi Kogoro trong vụ án sát nhân tại phố D. Vào những năm 20 tại Nhật, lúc này đang rơi vào khủng hoảng kinh tế. Tại một hiệu sách, bà chủ đang thông dâm với gã nhân viên. Tại đám tang của chủ tiệm sách, chúng ta được biết rằng bà chủ hiệu sách từng làm geisha và bà đang để ý một họa sĩ trẻ. Tối đó, bà đã đến tìm gặp và cho anh xem một bộ ảnh của một nghệ nhân thời Minh Trị, chuyên vẽ các bức tranh 18 cộng thể hiện phụ nữ bị chói và hành hạ. Những bức vẽ của người nghệ nhân này độc đáo tới mức mà ở thời điểm đó không ai đón nhận. Vì thế mà ông đã qua đời một cách đầy khổ sở 20 năm trước. Chàng họa sĩ trẻ đang được chiêm ngưỡng các bức tranh thất truyền của ông. Nghe đồn rằng ông có một người mẫu chuyên dùng để vẽ các bức tranh này. Lý do mà người phụ nữ đến gặp chàng họa sĩ là vì bà muốn anh sao chép bộ tranh này. Giá trị các bức vẽ của người nghệ sĩ giờ đây đang tăng vọt. Đây là lúc thích hợp để mà bán chúng đi. Chàng họa sĩ đòi một mức giá rất cao, nhưng người phụ nữ không ngần ngại đưa tiền cọc cho anh. Chàng họa sĩ bắt tay vào sao chép bức tranh, còn ở bên hiệu sách thì liên tục đóng cửa, bởi vì người phụ nữ đã mở tiệc thác loạn với nhân viên của mình. Sau đó thì người nhân viên đó được bà chủ quán trọ nhờ đến để mua sách. Có một người đàn ông luôn ở lì ở trong phòng, hút thuốc, râu tóc thì rậm rạp, mắt thì đỏ ngầu. Căn phòng của người đàn ông này ngoài một cái bàn thì còn chất đống những sách là sách. Bà chủ muốn bán hết đống sách này để mà trừ tiền trọ. Tên của người đàn ông này là Akechi Kogoro. Sau đó, gã nhân viên hiệu sách có qua quán mì để nói chuyện với Akechi. Ta được biết anh chàng này đã từng phá giải nhiều vụ án. Tuy vậy thì anh chỉ phá án cho vui mà thôi. Tất cả chỉ là quá khứ. Giờ đây anh đang sống một cuộc đời nhàn rỗi vô giá trị. Ngoài ra, ta cũng biết thêm rằng cái tên nhân viên tại hiệu sách này là một gã hoang dâm vô độ. Bà chủ tiệm sách và bà chủ nhà trọ đều đã qua tay của gã ta. Về phía chàng họa sĩ, anh ta đã hoàn thành việc sao chép của mình, tạo ra hai bản sao, rồi đem tiêu hủy bản chính. Sau đó anh mang sản phẩm của mình đưa cho người phụ nữ. Bà xem kỹ những bức tranh, tất nhiên không nhận ra sự khác biệt, vì cả hai đều là sản phẩm của chàng họa sĩ này mà. Sau đó bà tiếp tục nhờ anh sao chép một bộ tranh cuối cùng của người nghệ nhân, với thù lao gấp đôi. Tuy vậy bà lại không có bản gốc. Người phụ nữ tin rằng với tài năng của chàng họa sĩ, anh đã thừa hưởng tất cả các kỹ năng của người nghệ nhân. Bà tin rằng anh có thể sao chép mà không cần bản gốc. Tuy vậy, bà có thể gửi cho anh một người mẫu để mà vẽ theo. Sau khi chủ trọ bán đống sách của Akechi để trừ tiền trọ, thì sau đó anh ta cũng biến mất. Người phụ nữ gửi một cô gái trẻ đến nhà chàng họa sĩ để làm mẫu. Nghe cái phong cách nghệ thuật của người nghệ nhân lúc đầu thì bạn cũng hiểu là họa sĩ vẽ cái gì rồi ha. Hình ảnh cũng này kia lắm cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua đoạn này. Hết một ngày nhưng chàng họa sĩ vẫn chưa vẽ được bức tranh nào ra hồn. Còn cô mẫu thì có vẻ là khá mê anh họa sĩ, cho nên là đã đè anh xuống luôn. Nhưng mà có vẻ chàng họa sĩ lại không lên được, cho nên là cô mẫu cười nhạo anh rồi bỏ về. Khi họa sĩ dọn dẹp, anh vô tình thấy bản thân ở trong gương, miệng dính son của cô mẫu. Anh trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định tự hóa trang và chói mình lại như cô mẫu để mà vẽ. Anh nhận ra mình có nốt ruồi ở gần miệng, cho nên là đã vẽ nó luôn vào tranh. Chàng họa sĩ đã bắt đầu hoang tưởng rằng mình chính là cô người mẫu của người nghệ nhân thời Minh Trị rồi. Chàng họa sĩ đến hiệu sách để giao tranh cho bà chủ. Bà rất ấn tượng với những bức vẽ của anh. Sẵn tiện bà cho anh xem hình của người mẫu ngày trước. Đó không ai khác, chính là bà. Nhưng giờ bà đã quá già nên cũng không dám làm mẫu cho chàng họa sĩ. Vẻ mặt của chàng họa sĩ giờ đây rất kỳ lạ. Bà chủ hiệu sách nhờ anh chiều mai hãy quay lại bởi vì hiện tại bà vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền. Trong đầu chàng họa sĩ bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh cơ thể bị chói của bà chủ hiệu ảnh. Chàng họa sĩ lại ngắm nghía bản thân ở trong gương, như thể anh đã bị người nghệ nhân ám ảnh. Bà chủ tiệm ảnh mang những bức tranh đến hội của những người chơi đồ cổ. Giờ đây bà mới phát hiện là ở bộ tranh mới, người phụ nữ trong tranh bỗng nhiên lại có một nốt ruồi kỳ lạ. Lần này tới lượt quán mì đóng cửa,
gã nhân viên hiệu sách lại đi ăn nằm với bà chủ của quán mì rồi. Ngày hôm sau, chàng họa sĩ đã đến hiệu sách để lấy số tiền còn lại. Sau khi vào phòng, chàng họa sĩ liền ôm bà chủ. Ban đầu bà cũng rất phấn khích với chuyện này, nhưng anh siết cổ bà càng ngày càng chặt, mặc cho bà giãy giụa. Cuối cùng người phụ nữ cũng tắt thở. Chàng họa sĩ nhanh chóng ra về. Trước khi ra khỏi tiệm, anh còn mang theo hai cuốn sách tại quầy. Người nhân viên quay về hiệu sách, thấy bà chủ đã chết. Gã giật mình làm đổ chậu cây, bên trong chứa một cọc tiền lớn. Gã liền giấu tiền vô người, rồi chạy ra đường cầu cứu. Sau đó, gã nhân viên được đưa đi để lấy lời khai. Tất nhiên là có chứng cứ ngoại phạm vì lúc đó gã đang thông dâm với bà chủ tiệm mì. Gã họa sĩ thì vẫn đang nhẫn nhơ ở nhà đọc báo về vụ án, vẻ mặt rất thỏa mãn. Cuối cùng thì thám tử Akechi Kogoro đã xuất hiện. Có vẻ anh đã bình phục sau đợt trầm cảm. Akechi quyết định sẽ mở một văn phòng thám tử. Hôm nay anh đến gặp thanh tra vì đọc báo thấy người nhân viên ở tiệm sách là nghi phạm của vụ án, cho nên là có đôi chút hứng thú. Thanh tra tìm thấy manh mối về việc gã nhân viên trộm tiền, hành ra là có luôn động cơ gây án. Trong những bức hình chụp hiện trường, Akechi nhận thấy nạn nhân nắm chặt cây mực trong tay. Thanh tra cũng kể cho Akechi nghe về quá khứ của nạn nhân. Cha mẹ bà qua đời khi bà còn nhỏ. Sau khi lớn lên, bà đã lên thành phố làm mẫu vẽ để kiếm sống. Được một thời gian thì chuyển sang làm geisha, cuối cùng là kết hôn với chủ tiệm sách. Nhưng chỉ như thế thì đâu ra mà bà có nhiều tiền như vậy? Thanh tra đào sâu hơn và tìm thấy các tác phẩm nổi tiếng của người nghệ nhân, cũng như bản sao chép của gã họa sĩ. Từ manh mối đó, thanh tra cũng đã lần ra được danh tính của gã họa sĩ. 15 năm trước, có một đường dây làm giả các bức tranh nghệ thuật đã bị bắt, và gã họa sĩ là con trai của một người trong đường dây đó. Lúc đó, gã mới có 15 tuổi, nhưng đã phụ giúp một số công đoạn cho cha mình. Thanh tra có đến tìm gã, nhưng lại không có manh mối gì liên quan đến vụ án. Tuy vậy, ông vẫn rất nghi ngờ. Vì thế, thanh tra muốn làm một bài kiểm tra tâm lý cho cả hai người để tìm ra hung thủ thật sự. Bài kiểm tra diễn ra, thanh tra sẽ nói một từ bất kỳ, còn nghi phạm sẽ nói từ liên quan đến nó. Trong khi gã nhân viên rất hoảng loạn, thì gã họa sĩ lại vô cùng bình tĩnh. Akechi Kogoro có một người trợ lý nhìn rất nữ tính. Kết quả của bài kiểm tra cho thấy rằng gã nhân viên có tội. Tuy vậy thì trực giác của ông thanh tra lại cho rằng có gì đó không đúng. Còn Akechi thì cho rằng gã họa sĩ mới thực sự là hung thủ. Anh nói rằng sự điềm tĩnh của gã đã được tập luyện từ trước. Gã họa sĩ đã tự sao chép ra một nhân cách mà bản thân mình vô tội. Vì sao Akechi Kogoro lại khẳng định như vậy? Anh bảo cậu trợ lý nhìn vào khoảng thời gian mà gã họa sĩ trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi mà liên quan đến vụ án thì được gã trả lời nhanh hơn các câu hỏi bình thường. Nghĩa là gã họa sĩ này đã chuẩn bị trước rất là kỹ. Thanh tra có mời gã họa sĩ đến văn phòng để xin lỗi vì đã nghi ngờ gã là hung thủ. Sẵn tiện ông có nhờ một việc. Thanh tra đưa gã họa sĩ đến một căn phòng. Tại đó, Akechi Kogoro đang đợi sẵn. Tất cả là sắp xếp của anh. Akechi cho gã xem bức bình phong ở hiện trường vụ án. Có một góc bị cào rách. Anh hỏi gã có nhận ra bức bình phong này hay không. Gã bảo rằng gã nhận ra bức bình phong này vì đã được thấy nó lúc gặp bà chủ 2 ngày trước vụ án. Gã còn khẳng định rằng lúc đó không có vết rách nào. Akechi liền bắt gã xác nhận lời khai này luôn. Đến lúc này anh mới giới thiệu cho gã họa sĩ biết mình là thám tử Akechi Kogoro và bảo rằng gã họa sĩ là hung thủ của vụ án. Anh bắt đầu giải thích. Ở bài kiểm tra, gã họa sĩ đã trả lời lá phong khi được hỏi từ liên quan đến màu đỏ, cũng như là từ giết liên quan đến máu. Akechi suy luận gã đã dám chọn những từ ngữ nguy hiểm như thế này để chứng minh rằng mình vô tội. Chỉ là nghĩ gì nói đó thôi. Tất nhiên, gã họa sĩ phản bác và yêu cầu Akechi đưa ra một bằng chứng thuyết phục. Gã bảo rằng do mình là họa sĩ, vì quá ấn tượng với bức bình phong cho nên mới trả lời trong bài kiểm tra như vậy. Nhưng đó lại là sai lầm của gã. Akechi nói rằng, bà chủ đã bán bộ tranh, sau đó mới lấy tiền mua bức bình phong này. Đồng nghĩa với việc khi mà gã đến giao tranh cho bà chủ như lời khai lúc nãy, thì rõ ràng thời điểm đó chưa có bức bình phong này ở trong phòng của bà. Chứng tỏ rằng gã chỉ có thể thấy nó vào thời điểm gây án mà thôi. Akechi còn tìm ra được hóa đơn của bức bình phong. Nó ghi rõ ngày mà bà chủ mua thứ này, một bằng chứng thuyết phục. Akechi cũng nhận thấy bộ tranh của bà chủ có sự khác biệt. Một nốt ruồi gần miệng người phụ nữ, anh nhanh chóng suy luận ra rằng người họa sĩ đã tự lấy bản thân làm mẫu, cho nên mới có nốt ruồi như vậy. Chính cây mực mà nạn nhân nắm chặt trước khi chết đã gợi ý cho Akechi. Gã họa sĩ bắt đầu kể lại lý do gây án của mình. Gã luôn tạo ra 2 bản sao chép và tiêu hủy bản thật. Và gã đã rất sốc khi mà biết nạn nhân là người mẫu của người nghệ nhân. Cũng bởi lý do đó, gã cũng phải diệt trừ bản gốc là bà chủ tiệm. Vì gã đã làm một bản sao của người mẫu rồi, tất cả chỉ có vậy mà thôi. Sau khi gã họa sĩ bị bắt, cảnh sát điều tra ra được rằng nhiều tác phẩm nổi tiếng đều là tranh sao chép của gã.
còn bản gốc thì đã bị tiêu hủy hết. Gã họa sĩ này là một người không thể sống mà không bị ám ảnh bởi người khác. Tuy vậy thì Akechi Kogoro lại không hiểu nổi tâm tính của gã họa sĩ, nhưng người trợ lý lại bảo rằng anh hiểu rất rõ. Trong lúc Akechi Kogoro giúp ngài Hancha thu thập các tranh vẽ ở trên tầng, thì cậu trợ lý lại mặc đồ của người mẫu, thoa son và nhìn ngắm bản thân ở trong gương. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vụ án sát nhân tại con phố D, được chuyển thể từ một truyện ngắn cùng tên của Edogawa Ranbo, giới thiệu lần đầu xuất hiện của vị thám tử Akechi Kogoro. Nếu bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và đăng ký cho Bubblegraphy để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Cảm nhận của các bạn về vụ án cũng như là vị thám tử này như thế nào, hãy comment cho mình biết với. Hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo.